Thưa quý vị và các bạn, sau 2 ngày diễn ra, chiều ngày 22 tháng 10, giải quần vợt thành phố Hưng Yên năm 2022 đã bế mạc. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã dự thi đấu và trao giải. Tham dự giải có gần 100 vận động viên ở 8 câu lạc bộ đến từ 7 phường và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên. Thể thức thi đấu theo 3 trình ABC, không phân biệt nhóm tuổi, không phân biệt nam nữ. Trong 2 ngày diễn ra, các vận động viên đã thi đấu hết mình, cống hiến cho khán giả những trận đấu hấp dẫn, sôi nổi với nhiều đường bóng hay và đẹp mắt. Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã trao giải vàng thuộc trình A cho cặp đôi Vũ Duy Dương và Cống Ngọc Sơn ở câu lạc bộ Phú Hiến, huy chương đồng trình B cho câu lạc bộ Trần Quốc Văn và Lê Thị Phương, huy chương bạc ở giải trình C cho vận động viên Nguyễn Văn Thìn và Trần Quốc Việt thuộc câu lạc bộ Nam Hòa. Ngoài ra, ban tổ chức đã trao nhiều cúp huy chương cho các vận động viên đạt thành tích cao. Giải đấu là dịp để các vận động viên giao lưu học hỏi và trao đổi kinh nghiệm rèn luyện sức khỏe, đồng thời đẩy mạnh hơn nữa phong trào luyện tập và thi đấu với bộ môn quần vợt cũng như các môn thể thao khác nói chung trên địa bàn thành phố.